À, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật ha. Mọi người mua hàng liên hệ số hỏi của em nhé, 034 830 843 nè. Rồi em cập nhật mấy cái hàng đã bán hay chưa ở dưới cái phần tiêu đề, mọi người bấm vô cái tiêu đề để xem ha. Kéo xuống dưới mình sẽ thấy dưới cái video này ha. Rồi mọi người bấm vô đăng ký kênh ha, để mình nó cập nhật về mấy cái video mà em đăng lên mới á, cho mọi người xem nhanh nhất ha. À, cái hôm nay là cái video 69 nha. À, đầu tiên là cái hớt Nivo. Đây cái hớt Nivo của đây. The Ben ha. Đây thương hiệu của nó nè. Nó cân được 3 chiều. Rồi cái đế này là nó bằng nhôm. Có 500 luôn. Kích thước cái cây này là 22 nha mọi người. Đây 500 nè. Chiều ngang nó là 2 phân. Rồi cây hước Nivo này có mã là 6901 nha, giá bán 200 ngàn. Rồi tiếp theo là một cái cây đo hơi. Đây, cái cây đo hơi của Nhật. Đo áp hơi của cái bánh xe ha. Đây. Đây của thằng Toyota Moto. Thương hiệu Toyota. Đây nó đo được áp tới hơn 4 kg. Đây hơn 4 kg nha mọi người. Rất là nhỏ gọn đây so với ngón tay nè. Rồi cái cây đo hơi này có mã là 6902 nha, giá bán 150 ngàn. Tiếp theo là cây tua vít học tua vít thục tự động ha. Rồi. Của vòi xeo. Đây là cái chốt khóa của nó. Khi mình xài mình mở ra kìa. Đây khóa lại. Lắc nó qua. Đây đảo chiều luôn nè. Rồi ngay chính giữa là nó khóa. Khóa lại mình dùng như là cây vít bình thường. Nó không có tự xoay ha. Rồi cái này nó gồm có hai mũi. Đây cái tua vít này là có hai mũi nha mọi người. Một mũi vít dẹt và một mũi ba ke BS2. Gắn vô mình chọn nó ngay cái chấu này nè, ngay cái dấu ký hiệu ha. Nó đánh dấu cho mình gắn mũi á. Nhấn vô. Đó, rồi nó vậy là nó vô. Đây kích thước của nó 30 nha mọi người. Rồi cái tua vít này có mã là 6903 nha, giá bán 250 ngàn. Rồi tiếp theo là một cây kìm cắt cáp. Đây một cây kìm cắt cáp. Cái thương hiệu này thì cũng không biết nữa nha mọi người. Đây là hàng bãi Nhật. Đây là mã của sản phẩm. Cái này nó mới chưa sử dụng luôn nha mọi người. Đây cắt cáp. Cắt cáp, cắt dây điện, cắt dây nhôm. Ok luôn. Đây kích thước nè, 21 cm ha. Nhìn rất là chắc chắn. Đây thép đúc nè.
Rồi cây cắt cáp này có mã là 6904 nha, giá 300.000. Tiếp theo là cây cưa sắt của hương hiệu là Somat. Đây, Somat Japan ha. Somat này của Nhật đây. Cán này nó bằng nhôm. Cán bằng nhôm đúc ha. Cái phần rộng này là bằng thép. Đây thép rất là dày luôn. Nên yên tâm xài nha mọi người. Rất dày, cứng. Ở đây mình có thể nghiêng cái lưỡi nó ha. Mình xả ra nè, xả hai lưỡi hoặc là nghiêng gốc. Đây là nó đang thẳng nè, nghiêng 45 độ cũng được luôn. Đây là cái lưỡi cưa sắt của Nachi Japan. Lưỡi cưa sắt hàng hiệu của Nachi ha. Cái lưỡi mới chưa sử dụng. Rồi cái kích thước của cái cây cưa sắt này là đây 38 ha. Cái này mình có thể tùy chỉnh cho nó ra xa hơn nữa nè. Nâng dài cái lưỡi ra. Mình có thể xài cái lưỡi dài hơn. Đó. Đây. Rồi cái cây cưa sắt này có mã là 6905 nha, giá 300.000. Tiếp theo là một bộ mũi khoan gỗ. Nó gồm có 3 mũi nè, với một cái tay quay. Mũi khoan gỗ của Nhật ha. Đây, còn rất là đẹp. Mũi khoan gỗ này nó định tâm nè. Khoan gỗ ruột gà. Cái này mình gắn mũi như vậy. Nới cái này ra. Nó vô rồi thì lắc kê nó lại. Là mình khoan bằng tay nha mọi người. Dùng tay này quay nè. Rồi. Cái bộ khoan gỗ của Nhật nè. Đây nó chỉ cách sử dụng nè. Bộ này có mã là 6906 ha. Giá bán 250.000. Tiếp theo là một cái cục sạc của Nhật. Cục sạc điện thoại nha mọi người. Ở đây nó có hai cổng nè, smartphone với lại iPhone, iPad. Đó. Cái dòng sạc nó lên tới 3.4A luôn nha. Đây hai cổng. 3.4A. Đây điện ra nè 5V, 3.4. Điện vô là AC 100 đến 240V. Đặc biệt cái ổ cái cục sạc này nó của Nhật, nó đặc biệt nó này, cái này nó gấp gọn được ha, rất là tiện luôn. Và nó đặc biệt nó có thêm ba cái ổ cắm phụ nè, khi mà mình xài cái ổ điện đó, nó có một thích cắm ha, mình cắm vô nó mất rồi, như cục sạc bình thường thì nó mất, mình không có thể xài được cái dụng thiết bị khác. Con này cắm vô nó chia ra ba lỗ cho mình luôn, như cái ổ cắm đó. Thiết kế rất là thông minh luôn. Rồi cái cục sạc này có mã là 6907 nha, giá bán 300.000. Tiếp theo là 3 món viên hình nè mọi người. Đây cái la bàn. Đây cái la bàn ha. Cái la bàn che móc khóa nè. Rồi tiếp theo là một cái móc khóa. Rồi tiếp theo là một cái dụng cụ đa năng. Nó cũng có la bàn luôn nè.
nó là dụng cụ đa năng. Đây là dao gọ, đây là khui bia ha. Còn máy này nó cũng có chức năng đó. Đây có hớt luôn nè. Như cái này là lưỡi cưa luôn, đây là lưỡi cưa. Đây thương hiệu đó mọi người. Đây là cái kính lúp nè. Kính lúp rất là nhỏ xíu. Đây nó là kính lúp. Ok, ba cái món này có mã là 6908 ha, giá bán 200.000 ba món. Rồi tiếp theo là một cái cây nối dài mũi vít của hàng Japan nè, Anet. Chiều dài nó là 350mm. Đây gắn máy bắn vít nè. Đây hai mũi nè. Đó. Cái mũi này là PH2. Hai đầu. Rồi, cái cây nối dài này có mã là 6909 ha, giá 200.000. À, cuối cùng là một cây dùng để dằn thịt thôi. Dằn thịt cho nó băm ra cho nó mềm. Đây. Phun nó bằng nhôm đúc luôn. Ở đây nó có cái lưỡi rất là lạ. Lưỡi chặt ha. Đây là một cây của Nhật. Đây thương hiệu nè. Còn rất là đẹp luôn. Đây nó có kích thước nè mọi người. 21cm ha. Rồi cái cây này có mã là 6910 nha, giá bán 250.000. Rồi em kết thúc video đây ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.